Chào mừng quý khách đã quay lại với kênh YouTube của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Sơn Đông. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2018. Xin kính chúc quý khách hàng có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì nội thất Sơn Đông chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách hàng quá trình bàn giao bộ sản phẩm đến nhà của cô Ba, địa chỉ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Và bộ sản phẩm được chọn ngày hôm nay đó chính là bộ bàn ghế chạm đào chim cột 10. Sản phẩm được làm từ 100% gỗ vỏ đỏ tự nhiên cao cấp. Và như thường lệ, công tác đầu tiên của chúng tôi đó chính là quá trình vệ sinh và đóng gói bộ sản phẩm. Với việc sử dụng nhựa PE quấn quanh bộ sản phẩm nhiều vòng để giúp cho bộ sản phẩm không bị tiếp xúc bề mặt, tránh quá trình làm chảy xước bộ sản phẩm trong lúc chúng tôi vận chuyển. Và sau đây chúng tôi tiến hành đưa bộ sản phẩm lên xe tải với từng chi tiết một. Bộ sản phẩm này được làm với nguyên liệu là 100% gỗ gõ đỏ. Thì như quý vị cũng biết, gỗ gõ đỏ là loại gỗ nhóm 1. Thân gỗ cực kỳ nặng, sớ gỗ vô cùng cứng chắc. Và đặc biệt, gỗ gõ đỏ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như là tránh mối nọt 100%. Các chi tiết của bộ sản phẩm đã được chúng tôi đưa lên xe. Sau một khoảng thời gian di chuyển thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nhà của khách hàng. Chúng tôi bắt đầu đưa bộ sản phẩm từ xe vào nhà của khách hàng. Chúng tôi phân giác thật cẩn thận để đảm bảo độ an toàn cho sản phẩm, không xuất hiện các vết chảy xước làm mắc vẻ thẩm mỹ. Công tác vận chuyển của chúng tôi diễn ra một cách thật thuận lợi. Sau một khoảng thời gian thì chúng tôi cũng đã đưa toàn bộ các chi tiết của bộ sản phẩm này vào đến nhà của khách hàng, đặt đúng vị trí mà khách yêu cầu. Chúng tôi đang trong quá trình sắp xếp và tháo bọc ni lông để cho gia chủ có thể kiểm tra. Chúng tôi tiến hành sắp xếp bộ sản phẩm một cách hợp lý để trong bộ sản phẩm được sang trọng và đẹp mắt nhất theo ý của khách hàng. Nhìn trên màn ảnh thì quý khách có thể thấy được bộ sản phẩm này của chúng tôi với màu sắc tươi sáng và cực kỳ đẹp mắt, thì bộ sản phẩm cũng đã yên vị đúng vị trí mà khách yêu cầu. Bộ sản phẩm với các đường nét chạm khắc cực kỳ đẹp mắt, các chi tiết được chúng tôi thể hiện vô cùng đặc sắc. Quý khách có thể thấy là gia đình của cô Ba đang cùng nhau trải nghiệm bộ sản phẩm vừa mới sắm. Có thể thấy gia chủ đang thích thú và rất hài lòng. Xin chúc mừng gia đình của cô Ba đã lựa chọn cho mình được một mẫu sản phẩm phòng khách vừa đẹp vừa ưng ý, lại hợp với giá tiền. Và một lần nữa, thay mặt công ty đồ gỗ mỹ nghệ Sơn Đông, xin chân thành cảm ơn cô Ba và gia đình đã luôn tin tưởng và ủng hộ nội thất Sơn Đông trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và một lần nữa, xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý khách ở những video kỳ tới. Xin chào và hẹn gặp lại.